Thông thường 10 bà mẹ thì rơi vào khoảng tầm là 7-8 bà mẹ đó lúc nào cũng sắc với canxi. Nhưng mà cái iốt này thì sao? Cho đến khi đi xét nghiệm ra, ôi sao mình không thiếu sắc, không thiếu canxi nhưng mà thiếu iốt, thì lúc đấy mới là vấn đề. Mà cái trường hợp này cũng rất nhiều nhá, không phải ít đâu. Nên là iốt thì trong vitamin tổng hợp cũng có rồi, nhưng mà với những mẹ nào thiếu thì sẽ cần phải ăn tăng cường thêm bên ngoài, thậm chí là cần phải bổ sung thêm. Còn thiếu iốt nó gây ra những cái nguy cơ gì? Sảy thai, sinh non. Thứ hai là cái nguy cơ ảnh hưởng đến cái bộ não và trí tuệ của con. Trẻ sẽ dễ bị tổn thương não này, thậm chí là có thể là bị như kiểu là bị hơi đần độ một chút sau khi sinh. Thứ ba là tỷ lệ cái nguy cơ khuyết tật của thai nhi nó sẽ tăng cao. Iốt này thì nó có ở đâu? Thì mọi người thường là biết là có trong muối iốt, đúng không ạ? Có trong muối iốt này. Nhưng mà ngoài muối iốt ra thì sẽ cần có ở đâu nữa? Trong thực phẩm hải sản biển, nó là muối mà, nó từ muối mà, thì sẽ từ hải sản biển này và từ tảo biển. Nhưng nhìn vào đây thì mọi người có thể nhận ra một điều, có những bà mẹ lại rất nhiều bà mẹ mà đi khám mà bị là thừa muối, thừa iốt rất nhiều, mà em có ăn mặn mấy đâu, em ăn muối ít mà, còn đem đến vì nó mắm muối mấy đâu, sao là ăn kiểu gì mà thừa được. Thì phải xem lại chế độ ăn xem là có nhiều những cái này thực phẩm này không. Tuần này ăn đến tận 5 bữa hải sản, ăn tôm biển quá nhiều, cua biển, cá biển, xong đó là rong biển, tảo biển thì cứ ăn đẫy vào. Các thực phẩm đến từ rong biển thì chả thừa, đúng không ạ? Cái rong biển, tảo biển này người ta còn dùng để người ta làm muối cơ mà.